Minh Dương Lan Ngọc, mỹ nữ nhây như nhìn người chỉ có chuẩn. Bất chấp đồn đoán hẹn hò chi dân năm xưa, Lan Ngọc đều giữ im lặng. Tin đồn chi dân và Minh Dương Lan Ngọc yêu nhau cũng đã có từ lâu. Đến nay mới thấy quyết định đúng đắn khi đối phương tụt dốc không phanh. Từng có mối tình với La Thành nhưng cũng đường ai nấy đi. Minh Luân, ST Sơn Thạch lần lượt lướt qua, khiến kế hoạch lấy chồng năm 30 tuổi của Lan Ngọc đổ bể. FA đến giờ. Bây giờ mà có được là lấy liền luôn á. Còn không thì đợi đến năm 35 tuổi. 35 tuổi là chốt nha, ráng chốt Ngọc trong năm 35 tuổi. Ồn ào gần đây của chi dân đã khiến nhiều người nghĩ tới Lan Ngọc, mỹ nhân từng dính tin đồn yêu đương hẹn hò với anh chàng. Có một thời điểm mà người hâm mộ dần dần gắn ghép Ninh Dương Lan Ngọc với chi dân, thậm chí còn lập ra topic so sánh. Xem Ngọc nữ màn ảnh hợp với chi dân hơn hay ST Sơn Thạch hơn, kết quả là đều không phải. Bất chấp những lời đồn đoán hẹn hò, Ninh Dương Lan Ngọc đều giữ im lặng và không lên tiếng chia sẻ về tin đồn. Thậm chí có những khán giả đã dành lời chê trách cho Lan Ngọc khi yêu mà không dám nói. Cũng phải, bởi thời điểm đó chi dân vẫn là nam ca sĩ nổi đình nổi đám, đã đẹp trai còn có nhiều bản hit, được cho là rất xứng với Lan Ngọc. Nhưng sau tất cả, tin đồn chìm dần và người ta cũng không còn thấy Lan Ngọc, chi dân bên nhau, dường như cả hai đã đường ai nấy đi. Không biết vì lý do gì mà Lan Ngọc, chi dân không thành, nhưng tới hiện tại thì người ta lại khen ngợi nàng Ngọc nữ có mắt nhìn người đúng đắn. Trong khi bản thân vẫn đang xinh đẹp và giữ vững sự nghiệp ở tuổi 34, thì chi dân xuống dốc không phanh, liên tiếp những hình ảnh không hay khiến cho sự nghiệp của nam ca sĩ bay màu, thậm chí khó có thể trở lại showbiz trong một thời gian ngắn. Nhìn vào đường tình duyên của Ninh Dương Lan Ngọc thì thấy cô cũng khá lận đận. Không chỉ chi dân mà trước đó, Ngọc nữ màn ảnh cũng vướng tin đồn hẹn hò với vài người khác, tất cả đều không thành. Còn nhớ vào cuối năm 2015, Ninh Dương Lan Ngọc từng thừa nhận có quan hệ tình cảm với nam diễn viên La Thành. Lúc đó, Lan Ngọc đã là mỹ nhân nổi đình nổi đám qua các bộ phim và game show, còn La Thành vẫn mãi chề chật khẳng định bản thân. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn không tiếc mà công khai mối quan hệ hẹn hò, tưởng như sẽ là một cuộc tình đẹp, nhưng không. Sau một thời gian công khai, Ninh Dương Lan Ngọc và La Thành đường ai nấy đi. Lý do được đưa ra là vì mâu thuẫn và hiểu lầm. Nhưng điều mà khán giả thấy may mắn cho Lan Ngọc đó là sau khi chia tay, nam diễn viên La Thành cũng vướng phải không ít tin đồn không hay, nhất là lao vào trò đỏ đen. Hiện tại, La Thành đã bắt đầu trở lại đóng phim, song danh tiếng còn tệ hơn khi trước. Suýt đi đến hôn nhân có lẽ là mối tình của Lan Ngọc với nam diễn viên Minh Luân. So với mối tình trước thì rõ ràng, Minh Luân đẹp trai, danh tiếng tốt hơn hẳn. Cả hai hẹn hò với nhau năm 2015, nhưng sau đó xảy ra một vài sự vụ không hay. Lan Ngọc bị một bài báo khui ra đi xem phim với chi dân, trong khi vẫn đang hẹn hò Minh Luân. Chuyện này dấy lên nghi ngờ Ngọc nữ bắt cá hai tay. Không rõ hiểu lầm giải quyết ra sao, chỉ biết sau này Minh Luân cầu hôn Lan Ngọc nhưng cô đã từ chối vì muốn tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp. Trong một bài phỏng vấn, Ninh Dương Lan Ngọc từng chia sẻ rằng bản thân muốn cưới chồng năm 30 tuổi, nhưng có vẻ duyên vẫn chưa tới. Sau những mối tình không thành, Lan Ngọc gần nhất được gắn ghép với ST Sơn Thạch, chỉ tiếc là quan hệ của cả hai chỉ dừng ở mức chị em bạn gì chứ không thể xa hơn. E rằng kế hoạch lấy chồng của Ngọc nữ vẫn phải trễ nải thêm, nhưng nếu kịp thì trước 40 tuổi vẫn là đẹp.